Không còn giấu kín, hot girl Ngọc Thảo chính thức đường ai nấy đi với bạn trai Việt Kiều. Sau một thời gian hẹn hò thì cặp đôi này đã không có cái kết đẹp. Chính Ngọc Thảo cũng có lời xác nhận công khai trên mạng xã hội. Sau những lần hoài nghi lo lắng thì giờ đây khán giả đã biết được sự tình sau lời nhắn nhủ của Ngọc Thảo. Thời gian qua, chuyện tình yêu của hot girl Ngọc Thảo và bạn trai Việt Kiều nhận được khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, cả hai rất đẹp đôi tình tứ. Còn có những lần sang tận Cộng hòa Z để du lịch kết hợp thăm bạn trai, họ từng ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đẹp lãng mạn khi được ở bên cạnh nhau. Công khai hẹn hò từ tháng 3 2018, nhưng đến nay Ngọc Thảo, Kristen vướng phải không ít thông tin tan vỡ. Nhưng sau tin đồn ấy thì công chúng lại thấy cả hai có những chi tiết vui vẻ tương tác trên mạng xã hội, dập tắt các lời đồn thổi. Tuy nhiên mới đây Ngọc Thảo đăng tải story: tạm dịch ngửi người yêu cũ, cả đời còn lại tôi không muốn gặp anh lần nữa, nên xin anh đừng nhắc đến tôi. Đây là hành động khẳng định mình và Tristan đã không còn hẹn hò. Như một số nguồn tin thì được biết cả hai đã đường ai nấy đi một thời gian, nhưng anh chàng vẫn có một số hành động tương tác trên trang cá nhân khiến cô cảm thấy không hài lòng. Có lẽ Ngọc Thảo nhắn nhủ như vậy để cả hai không còn vướng bận gì nữa ở thời điểm này. Hẹn hò được một thời gian thì Ngọc Thảo mới công khai cận cảnh gương mặt bạn trai. Về sau này, chính anh cũng rất thoải mái trong việc khoe những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ của mình và bạn gái xinh xắn. Họ cũng thực hiện khá nhiều bộ ảnh đẹp mắt tại đường phố nước ngoài. Việc cả hai quyết định dừng lại mối quan hệ tình cảm cũng gây tiếc nuối cho một số khán giả trẻ. Tuy nhiên, chuyện tình yêu thì chẳng ai biết trước được điều gì. Đôi khi kết thúc lại là giải pháp để Ngọc Thảo và đối phương có cơ hội gặp những người phù hợp với mình hơn. Bị nghi bán hàng online không đúng chất lượng, Mai Phương bức xúc lên tiếng. Đây là lần hiếm hoi Mai Phương bày tỏ thái độ tức giận bất bình khi bị nghi ngờ việc kinh doanh online thiếu chất lượng. Trên Facebook cá nhân, Mai Phương vừa gây chú ý khi đăng tải dòng chia sẻ với thái độ vô cùng bức xúc. Cô cho biết một số khách hàng khi nhận được hàng của cô đã đòi xé hàng, kiểm tra vì sợ đó là hàng Việt Nam mà không phải ngoại nhập như giới thiệu. Điều này đã khiến nữ diễn viên vô cùng bức xúc, buộc phải lên tiếng để đảm bảo uy tín cá nhân. Hàng Việt Nam, Phương sẽ nói là hàng Việt Nam, Phương cũng không có ý định lừa gạt các bạn, các anh, các chị, có vài trăm để làm gì đâu à. Nhu cầu kiếm tiền thì ai cũng có, nhưng với Phương, nó còn là sự kinh doanh chân thật nữa. Phương kinh doanh online cũng đã lựa chọn sản phẩm nào thích hợp và nguồn gốc rõ ràng, Mai Phương viết. Theo đó, từ khi xuất viện đến nay, Mai Phương luôn tranh thủ thời gian tham gia một vài dự án sự kiện nhỏ và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, sự việc ngoài ý muốn này đã khiến cô không nén được tức giận và phải bày tỏ sự bất bình lên mạng xã hội. Ở phần bình luận, nhiều bạn bè người hâm mộ đã gửi lời khuyên Mai Phương nên bình tĩnh và bỏ qua để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài thời gian điều trị, Mai Phương tranh thủ chạy show bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Sau gần một năm tích cực điều trị bệnh ung thư, Mai Phương cho biết cô đã khỏe hơn nhiều nhưng đang có dấu hiệu kháng thuốc và phải tìm một phương pháp chữa trị khác. Kết thúc trận đấu, Công Phượng buồn rười rượi, không đeo huy chương khi chụp hình. Vì là người đá trượt cú sút ở loạt luân lưu 11m, Công Phượng tỏ rõ vẻ tiếc nuối trên gương mặt khi để toàn đội bị thua trong trận chung kết. Sau mọi nỗ lực và cố gắng trong toàn giải đấu giao hữu King Cup 2019 được tổ chức ở Thái Lan, ngày hôm qua đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành giải áo quân. Dù để lại khá nhiều tiếc nuối khi để thua đội bạn ở hiệp đá luân lưu 11m, nhưng ai cũng cảm thấy tự hào vì các chàng trai vàng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Công Phượng đã thi đấu hết mình trong trận đấu ngày hôm qua. Có lẽ người tiếc nuối nhất trong trận đấu ngày hôm qua chính là Công Phượng, khi anh sút trượt ngay trên chấm 11m luân lưu để thua đội bạn với tỷ số xích sao 5-6. Thế nhưng, mọi người đều nhìn thấy sự nỗ lực của toàn đội trong giải đấu này. Thế nhưng, cho tới khi trao giải, khán giả tỏ ra khá bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh Công Phượng chụp hình cùng toàn đội nhưng lại không đeo huy chương trên cổ. Có một số người thì cho rằng anh cầm ở tay, hay cũng chỉ vì quá buồn mà không muốn đeo nó. Toàn đội tuyển cùng nhau chụp hình lưu niệm. Mọi người phát hiện nam cầu thủ không đeo huy chương khi chụp hình. Hình ảnh Công Phượng buồn rầu, ôm mặt đứng giữa sân, quả khiến người hâm mộ không khỏi rưng rưng mà thương cảm. Rất đông khán giả Việt Nam đều mong rằng anh chàng sẽ gạt bỏ hết sự mặc cảm buồn rầu, vì dù sao thì đây cũng chỉ là giải đấu giao hữu.
mục tiêu của đội tuyển Việt Nam sẽ còn phải lớn mạnh hơn nữa, nên các cầu thủ hãy cứ giữ vững niềm tin để cùng chinh chiến với nhau trên con đường dài sắp tới. Dù sao thì ngày hôm qua Công Phượng cũng đã thi đấu cực kỳ tuyệt vời rồi phải không nào? Kết thúc giải đấu King Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ trở vào nước vào hôm nay, tức mùng 9 tháng 6. Hy vọng người hâm mộ vẫn dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo một lời chào đón nồng nhiệt nhất, dù họ không thể giành được chiếc cúp trên tay. Là người duy nhất đá hỏng Luân Lưu, cộng đồng mạng lên tiếng trách mắng Công Phượng. Chỉ vì đá hỏng Luân Lưu mà công sức của Công Phượng đã bị không ít người phủ nhận, lúc này đáng lẽ nên dành cho anh những lời động viên thì hơn. Vượt qua Thái Lan, Việt Nam đã giành quyền chơi trận chung kết King Cup 2019, chơi đầy nỗ lực, ngang cơ. Đối với đối thủ được đánh giá cao hơn, nhưng Việt Nam vẫn phải nhận trận thua chung cuộc trên chấm 11m nghiệt ngã. Và cầu thủ duy nhất làm hỏng cơ hội giúp Việt Nam chạm tay vào cúp vô địch Công Phượng lại là người đứng mũi chịu sào. Một trận đấu đầy lăn xả, thi đấu với đội bóng hơn mình tận 16 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn mang tâm thế quyết chiến quyết thắng. Đội tuyển quốc gia Việt Nam không ngần ngại chơi đôi công, tổ chức những tình huống lên bóng đầy chuẩn xác và tốc độ. Chính lối chơi này đã khiến Curacao, đội vốn dĩ phải kiểm soát được thế trận, có dấu hiệu bị choáng váng. Ở hiệp 1, cả hai đội đều có rất nhiều cơ hội ghi bàn, tuy nhiên phải sang đến hiệp 2, bàn thắng đầu tiên của trận mới đến với đội tuyển Curacao. Kể từ đó, tuyển Việt Nam càng dâng lên tấn công, chơi thức tay. Và nỗ lực đã được đền đáp khi Đức Huy gỡ hòa cho đội quân của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bằng bàn thắng đẹp như mơ. Chiếc cúp vô địch bị chặn trên chấm 11m. Kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội giữ tỷ số hòa 1-1 và bước vào loạt suất luân lưu cân não. Tuy nhiên may mắn đã không gọi tên đội tuyển Việt Nam khi Curacao thành công trong cả 5 lượt đá, còn chúng ta đã thất bại một quả. Hình ảnh Công Phượng buồn bã trên sân cỏ khi đá hỏng quả suất luân lưu khiến không ít người xót xa. Hầu hết mọi người đều gửi lời động viên đến chàng cầu thủ mang áo số 10 và cho rằng anh đã làm hết sức mình. Một bộ phận mắng nhiếc khó nghe, khi thắng thì là anh hùng, khi thua thì thành tội đồ. Đó là suy nghĩ của một bộ phận cư dân mạng đã lên tiếng mắng chửi Công Phượng ngay sau trận đấu. Những lời lẽ vô cùng khó nghe khiến người khác vô cùng bức xúc. Báo chí sẽ chửi mày Phượng ơi, bao nhiêu người hâm mộ phá tan giấc mộng. Công Phượng, Minh Phương và Quang Hải là những tuyển thủ đá banh không bao giờ được. Cơ hội chỉ 50-50 mà cứ vào những hạt giống đá banh, linh cảm là thật. Không cho Công Phượng đá không được à? Không thể chỉ vì đá hỏng một quả suất luân lưu mà phủ nhận hết mọi nỗ lực mà Công Phượng đã bỏ ra trong suốt trận đấu. Công Phượng đã thi đấu hết mình, vì thế nên xem quả đá hỏng kia chỉ là kém may mắn mà thôi. Tưởng lấy chồng sẽ xuề xòa xấu xí, nào ngờ Nhã Phương Hariwon Khánh Thi còn đẹp và sành điệu hơn xưa gấp bội phần. Không còn hình tượng trong sáng hay thánh tiết kiệm, Harry, Nhã Phương và Khánh Thi có cuộc lột xác đầy ngoạn mục sau khi kết hôn. Nhắc tới sau việc lột xác sau khi lấy chồng thì không thể bỏ qua cái tên Nhã Phương. Vốn xây dựng hình tượng trong sáng băng thanh ngọc khiết trong suốt quãng thời gian làm nghề, Nhã Phương luôn ghi điểm với những bộ đồ kính cộng cao tường. Nhan sắc thời điểm này của cô dù được cải thiện rõ rệt nhưng cũng chưa có nhiều điểm nhấn để ghi dấu ấn mạnh. Tuy nhiên, kể từ khi về chung một nhà và vướng tin đồn sinh con gái đầu lòng cho Trường Giang, Nhã Phương như trở thành một người hoàn toàn khác. Cô có cuộc cải tổ toàn diện về mặt hình ảnh khi liên tục xuất hiện với những thiết kế khoét sâu, khoe lưng trần và vòng một gợi cảm. Điều này khiến không ít người ngỡ ngàng, bởi từ trước tới nay, mỹ nhân sinh năm 1990 chỉ trung thành với những bộ đồ tôn vẻ đẹp trong sáng thánh thiện. Cô chăm diện những bộ đồ khoét sâu vòng một căng tràn, người đẹp này càng táo bạo hơn trong gu thời trang khi đã trở thành gái có chồng. Dù có sự thay đổi, nhưng khó có thể phủ nhận Nhã Phương ngày càng lên hương nhan sắc kể từ khi lấy Trường Giang. Mới đây, Nhã Phương diện chiếc đầm cúp ngực đen, phô diện sắc phóc sâu sinh với khuôn ngực đầy đặn nóng bỏng. Bên cạnh những lời khen, một số khác cho rằng cô đang dần ghi tên vào danh sách mỹ nhân OF vòng 1 quá đà. Tương tự Nhã Phương, trước khi đến với hôn nhân với Trấn Thành, Harigon sống rất tiết kiệm, sinh và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cô rất quý trọng tiền bạc. Không chỉ nỗ lực kiếm tiền để có cuộc sống dễ thở hơn, Harry còn hiếm khi trưng hàng hiệu, không tiêu xài xa xỉ như những người đẹp khác của showbiz Việt.
Nữ ca sĩ từng tiết lộ, hầu như tôi không xài tiền, mỗi ngày tôi đi ra ngoài trong túi chỉ có đúng 200 ngàn, không mang thêm. Thời điểm đó, cô tự đặt ra mục tiêu cho bản thân, mỗi tháng chỉ tiêu 10 triệu, bao gồm cả ăn uống, quần áo và make up. Với số tiền còn lại, giọng canh cứ đi đi cất đi và dành cho những việc khác. Việc tiết kiệm quá mức và thường xuyên mặc đi mặc lại một vài trang phục khiến Harry bị chê, chưa biết đầu tư hình ảnh. Chưa kể đồ đi dự sự kiện của cô cũng xòe xòa, kém nổi bật. Tuy nhiên, mọi thứ Harry bắt đầu có sự lột xác kể từ khi chính thức yêu và cưới Trấn Thành. Cô thường xuyên xuất hiện cùng những món đồ hiệu đắt đỏ. Thậm chí đôi lúc cô còn mua đến vài chiếc túi hàng hiệu một lần, đến từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Từ đây, gu thời trang cũng như hình ảnh của Harry được cải thiện đáng kể. Cách đây không lâu, Harry Won chơi lớn khi bỏ ra 1 tỷ đồng mua chiếc đồng hồ xa xỉ, làm quà tặng kỷ niệm 2 năm ngày cưới cho ông xã. Có thể thấy hiện tại Harry đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nhiều người cho rằng trước kia do còn khó khăn nên nữ ca sĩ thắt lưng buộc bụng. Giờ đây khi đã đắc xô và trở thành bà xã của danh hài nổi tiếng, Harry đã biết vung để tự thưởng cho mình những món quà xứng đáng cũng như làm mới hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ. Thời điểm 2010-2015, phong cách thời trang của Khánh Thi bị chê xấu vì quá rườm rà. Dù có sự thay đổi trong gu ăn mặc, nhưng kiện tướng Danceport vẫn liên tục mắc phải những lỗi trang phục. Khánh Thi thường xuyên mắc lỗi cưa sừng làm ngé với những chiếc đầm xì tin công chúa. Kể từ khi kết hôn với ông xã kém tuổi, người hâm mộ cho rằng cô ngày càng tươi trẻ và nhuận sắc. Chưa kể việc tiết chế trong trang phục và chọn những bộ đồ phù hợp, Khánh Thi phô diễn được vẻ ngoài mặn mà, cơ thể quyến rũ của mình. Dù đã là bà mẹ hai con, nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập thể thao và khiêu vũ, Khánh Thi vẫn giữ được thân hình đồng hồ cát gợi cảm, khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Hiện tại cô có cuộc sống viên mãn bên hai nhóc Tì và ông xã Phan Hiển.